thưa quý vị và các bạn, Minh Hải miền Đông tiếp tục trở lại gửi tới các bạn với một câu chuyện liên quan tới mẹ chồng nàng dâu và nói về chủ đề mẹ chồng nàng dâu là chủ đề muôn thủa buồn vui có và đây là những câu chuyện rất là buồn cho số phận của những nàng dâu sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này. Ừ, thế con ngồi đây ăn đi, mẹ nấu cháo cá chép cho con ăn đấy. Tôi đã sốc nặng khi thấy mẹ chồng để bát cháo có thứ gì kinh khủng đó đặt trước mặt mình. Ngay từ hồi yêu nhau, tôi đã không được mẹ chồng ưng thuận vì bà chê tôi là gái quê trong khi nhà chồng thì giàu có nhất nhì thành phố nhưng vì chồng yêu tôi vô cùng nên anh quyết định tìm mọi cách để mẹ đồng ý tuy nhiên mẹ anh cũng rắn lắm bà còn tìm đến tận phòng trọ của tôi để chửi bới đe dọa tôi sợ đến mức đã cắt đứt liên lạc với anh hai tháng liền và chuyển chỗ ở nhưng không hiểu sao cuối cùng anh lại tìm được rồi quỳ xuống dưới chân xin tôi đừng đi Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa thôi Vì vẫn còn tình cảm với anh Nên tôi đã không thể nào chạy trốn anh thêm được nữa Đêm đó Chúng tôi đã ở lại bên nhau Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như vậy Một tháng sau thì tôi phát hiện mình có bầu Lo sợ vô cùng tôi gọi cho anh Không ngờ anh lại cười tươi hớn hở rồi bảo Tốt quá rồi Chắc chắn mẹ sẽ không cấm chúng mình lấy nhau được nữa Vậy nhưng Hai đứa đã nhầm Mẹ anh vẫn cương quyết phản đối Và tận cho tới khi Cái thai trong bụng tôi đã 7 tháng Mẹ anh lại cho người tới Tận nơi tôi ở để bắt tôi bỏ Lần này tôi động thai Tưởng xảy may mắn không sao Nhưng anh thì quyết liệt Bảo vệ con tới cùng Anh đã cầm dao dọa tử tử Ngay trước mặt bố mẹ Nếu họ làm tổn hại tôi và con một lần nữa Và buộc họ phải chấp nhận cho tôi cưới anh nửa tháng sau đám cưới nhanh chóng diễn ra không cỗ bản linh đỉnh không xe hoa nhộn nhịp nhưng tôi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trong mắt anh anh bảo về ở tạm với bố mẹ hai hôm rồi chuyển ra ngoài ở riêng vì sợ rằng ở chung thế nào mẹ cũng gây khó dễ biết chồng thương nên tôi nghĩ đợi mình thế là may mắn lắm rồi nhưng dự định của chồng chưa kịp thực hiện vừa mới về làm dâu được một ngày Tôi đã phải vội vã bỏ chạy khỏi nhà chồng đại gia Trong sự sợ hãi và nước mắt giản ruộng Tối ấy Chồng ra ngoài với đám bạn Tôi ở nhà cùng mẹ chồng Trước khi đi chồng vẫn dặn tôi đừng có ngủ sớm Tối anh về Anh mua đồ ăn đem về cho không có đói Tôi mệt nên đi nằm một chút Không ngờ ngủ thiếp đi Lúc tỉnh dậy thì đã 7 giờ tối Tôi vội vã đi xuống dưới nhà chuẩn bị cơm nước trong bụng đoán chắc là sẽ bị mẹ chồng mắng cho một trận vì cái tội lười nhác. Tuy nhiên, lúc tôi đi xuống thì thấy bà đang đứng bếp rồi. Nhìn thấy tôi bà dục vội, đi lên đi con, mệt thì cứ nằm nghỉ, mẹ làm một loáng là xong. Mẹ sẽ bưng lên tận nơi cho con, con đi lại nhớ con mà có động thai thì thằng khủng nó lại dọa tự tử, bố mẹ chết mất. Nghe mẹ chồng nói thế thì tôi rớt nước mắt cứ nghĩ bà đã thương mình thật lòng rồi Chắc chắn sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu Tôi quay trở lại lên phòng rồi nhưng lại chợt nhớ ra là mình dị ứng không ăn được mì chín Định quay xuống bảo mẹ đừng cho mì chín vào Thì tôi bất ngờ nghe được cuộc điện thoại của mẹ chồng đang nói với ai đó Chắc chắn viên thuốc này làm xảy thai chứ cháu Rồi bà tắt máy Tôi vẫn đứng đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ chồng bóc viên thuốc rồi bỏ vào bát cháo bà múc sẵn ra đó. Tôi thấy ngỡ ngỡ đứng thêm 3 phút nữa rồi bước xuống. "Mẹ ơi, mẹ nấu cháo xong chưa ạ? À, để con ăn dưới này cũng được, không cần bưng lên phòng đâu." "Ừ, thế con ngồi đây ăn đi. Mẹ nấu cháo cá chép cho con ăn đấy." Tôi đã sốc nặng khi thấy mẹ chồng để bát cháo có thứ kinh khủng đó đặt trước mặt mình. Cố gắng bình tĩnh tôi nhờ mẹ Mẹ ơi Tự dưng con thèm ăn nho quá Trong tủ lạnh nhà mình lại không có Con ăn cháo đi để mẹ chạy ra ngoài cổng Người ta bán nhiều lắm Mẹ mua cho Trước mẹ không phải với con Giờ mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con Nói rồi mẹ chồng chạy ngay ra cổng Chỉ chờ có thế Tôi đi ngay theo bà Bà vừa mở cổng rẽ trái sang hàng bán nho Thì tôi cũng lập tức rẽ phải đi ngay nếu bà không ra mở cổng thì có lẽ tôi cũng không thể nào thoát ra được. Tôi vội vã bắt taxi dù trong người không có một xu. Ngồi lên xe rồi tôi mới òa khóc nức nở. Bác lái xe gặng hỏi mãi tôi mới nói được một câu. Mẹ chồng bỏ thuốc phá thai vào cháu cho cháu ăn. Cháu vừa phải bỏ trốn. Trong người cháu chẳng có xu nào cả. Cuối cùng bác taxi chở tôi đến nhà cô bạn cách nhà chồng 40km mà không lấy tiền. Bác bảo bác cho. Thôi ra khỏi đó là may rồi cháu ạ à. Cố gắng sinh con nuôi con cho tốt Ác giả thì ác báo Mẹ chồng như thế cũng không sống yên ổn đâu Gặp được bạn tôi mới biết mình thoát chết Tôi đã bình tĩnh Gọi điện nói với chồng Và bảo anh đừng tìm mình nữa Chúng ta có duyên không có phận Tốt nhất anh hãy tìm cuộc sống mới Và để em yên ổn nuôi con Đừng tìm em nữa Vâng Thưa quý vị và các bạn Lại thêm một câu chuyện đầy đau lòng và nước mắt giữa mẹ chồng nặng dâu Và trong câu chuyện này thì mẹ chồng vô cùng quá ác độc Cũng chỉ vì phản đối không cho con trai lấy người phụ nữ này Mà trong lúc đó người con dâu của mình đã mang bầu 7 tháng Bà vẫn quyết bỏ thuốc vào để phá cái thai trong bụng của cô gái này Và cô đã phát hiện ra Vô cùng thấm độc của mẹ chồng Quyết tâm phải phá đứa cháu Mà cô đang mang trong mình Chọt máu của nhà chồng Mà trong lúc đó Cái thai đã lớn rồi Quả thật Một câu chuyện Không thể nào Chúng ta chấp nhận được Có một người mẹ chồng Như thế này Đúng thật Bà sống mà ác giả Thì chắc chắn ác báo Mẹ chồng như thế Thì cũng không bao giờ sống yên ổn được Phải không quý vị và các bạn Thưa quý vị Trong những ngày qua Tôi luôn cập nhật về những câu chuyện Giữa mẹ chồng nàng dâu Có nhiều câu chuyện Mang đầy cảm xúc và tình người Nhưng đa phần Là những câu chuyện rất đau lòng Con dâu đối xử với mẹ chồng Rồi mẹ chồng lại đối xử Không tốt với con dâu Đúng là những câu chuyện này là muôn thuở Và trong xã hội hầu như lúc nào cũng là xảy ra và tôi cũng mong rằng quý vị và các bạn lắng nghe bình luận và chia sẻ tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại